Trọng kính quý cha, thưa gia đình tăng quyến, quý cụ ông bà anh chị em và các thành viên của gia đình doanh nhân công giáo giáo phận Hải Phòng thân mến. Tại tòa giám mục Hải Phòng có hai cây bách tán được trồng trước sảnh của tòa giám mục. Một lần bão đổ mất một cây, tìm mãi loay hoay nhưng không tìm được cây nào tương xứng với cây còn lại. Có một lần gặp anh Trọng, nhờ tìm xem đâu có một cây để thay thế cây bị đổ, nhưng nó phải tương xứng với cây cũ. Lâu quá chưa tìm được. Rồi một hôm anh Trọng nói, con tìm mãi cũng không thấy cây nào nó hợp với cây còn lại. Con muốn cha trồng hai cây lộc vừng cho đẹp, vừa phong thủy, vừa xứng tầm với tòa giám mục Hải Phòng. Và hai cây lộc vừng được trồng cho đến nay cũng khoảng được hơn 5 năm. Cây đã to nhiều, lá đã sum suê, tỏa bóng, và mỗi một năm cây lộc vừng cho hai đợt hoa vào mùa hè và dịp cuối thu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sau khi loài người sa ngã phạm tội tại vườn địa đàng vì ăn trái cấm, Thiên Chúa tạo dựng lên tất cả, Thiên Chúa ban cho con người tất cả. Nhưng mà Thiên Chúa nói rằng các ngươi được dùng tất cả các cây trong vườn, trừ có một cây ở giữa vườn gọi là cây trường sinh. Cây này các ngươi chớ đụng đến. Ngày nào các ngươi đụng đến trái của nó thì các ngươi phải chết. Con người đã không nghe lệnh của Thiên Chúa, đã nghe sự xúi dục của ma quỷ, cho nên con người đã ăn trái cấm tại cái cây trường sinh ấy, và con người đã phải đau khổ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, con người phải trở về cát bụi, trở về sự chết. Có lẽ con người tiếc nuối vì cái cây trường sinh, cây biết thiện biết ác đó không còn hiện diện ở vườn địa đàng nữa, cho nên con người đã cố gắng tìm các cái cây với những cái tên trường sinh, cái tên chắc chắn, để nấp khoảng trống với bốn loại cây tứ quý như xanh, sung, tùng, lộc. Việc trồng cây lộc vừng cũng là khát khao tài lộc. Cây lộc vừng mang đến tài lộc và may mắn cho con người. Nhưng thử hỏi trên trần gian này có gì bền vững? Cây lộc vừng cũng phải chịu sự chi phối của thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông. Để có được những tán cây to khỏe, những lá cây xanh tốt, những chùm hoa dài đỏ và thơ mộng, nó phải chịu đựng của những ngày đông giá rét, chút hết lá chỉ còn cây và cành khẳng khiu. Tuy là lộc vừng nhưng nhiều khi cũng phải chịu đựng những trận nắng gió tây bạc lá. Tuy là cây cổ thụ vững chắc nhưng cũng không phải chịu những con sâu đục thân quái ác, nhiều khi quấy rối và gặm nhấm đe dọa. Người ta nói thần cây đa, ma cây gạo. Và một vị tên là Thomas nói rằng người trồng cây là người biết yêu thương kẻ khác. Đúng thế, cây là người, người là cây. Tại sao tôi nói điều đó? Bởi vì từ khi anh Trọng lâm bệnh ở bệnh viện trở về Hải Phòng lần cuối cùng, lúc đó cũng là lúc mà hoa lộc vừng đua nhau nở, những cành hoa dài đỏ mềm mại thật đẹp, mùi hương của lộc vừng cũng thơm nhẹ, không nặng mùi như hoa sữa. Rồi điều gì xảy ra sáng ngày thứ sáu vừa qua? Tôi đi qua cây lộc vừng để thưởng thức mùi hương và ngắm những chùm hoa đỏ tươi và thật quyến rũ. Tôi giật mình, ồ sao, có mấy ngày mà đã rụng hết rồi. Tôi thở phào và tiếc nuối. Thì đúng lúc 14 giờ
15 phút trên Zalo hội doanh nhân công giáo báo tin anh Giuse Nguyễn Đức Trọng, trưởng ban cố vấn hội doanh nhân công giáo đã qua đời. Một tin nhắn cũng làm cho tôi và nhiều anh chị em trong hội lặng đi vì sự ra đi của anh. Có người nhắn tin: Trọng ơi, em đi thật rồi sao? Nhiều tin nhắn ngoài chia sẻ cùng gia đình tang quyến thì đều thốt lên những lời rất con người, vô cùng thương tiếc người anh kính trọng và dễ mến. Hình ảnh chùm hoa lộc vừng lại hiện lên trong tôi. Sao hoa ơi không tiếp tục nở mà tàn vội thế? Tôi đọc lời trong bài hát ban nãy chúng ta hát đáp ca. Duy Tân hát bài này rất hay. Đời sống con người chẳng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng làm chúng biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Tôi tự trấn an: ôi đời người, sinh hữu hạn, tử bất kỳ. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu tôi chỉ dừng lại ở bài chia sẻ này thì cũng như những người không có niềm tin hy vọng, và nhất là những người có đức tin vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu. Anh Giuse Nguyễn Đức Trọng cũng ao ước trồng cây lộc vừng như ước ao tài lộc, trường thọ, bình yên và an toàn. Nhưng anh cũng hiểu cái quy luật của cuộc sống sinh lão bệnh tử. Anh không chỉ trồng cây lộc vừng tại tòa giám mục, tại nhà riêng ở phố Lê Hồng Phong, mà cả ngôi nhà nơi anh sinh ra. Nhưng anh còn trồng thêm cây thánh giá nữa, vì anh nghĩ rằng cây này mới mang lại hoa trái quả phúc và sự sống vĩnh cửu. Qua bí tích rửa tội, cây thánh giá được gắn liền với anh trong đời sống chứng tá của đức tin. Hằng ngày anh cầu nguyện cùng thánh giá Chúa, anh đã nhìn lên thánh giá trên tháp chuông nhà thờ Phương Chính. Anh đã chấp nhận vác thập giá của tuổi thơ với vất vả lam lũng vùng quê nghèo làm muối. Anh đã cố gắng vươn mình theo dòng chảy để ra Hải Phòng lập nghiệp với những thánh giá của gia đình, của người chồng, của người cha, thánh giá của những công việc kinh doanh, thương trường là chiến trường. Và gần một năm gần đây, anh đã vác thánh giá của trọng bệnh. Ai đã hiểu hơn ai hết vì sự mỏng giòn và hữu hạn của con người để trồng, để chăm sóc, để vun tưới cây thập giá của đời mình. Anh luôn yêu mến thánh giá. Khi tôi ban bí tích sức dầu cho anh, đưa thánh giá Chúa, anh ôm lấy, anh hôn lấy, hôn để bảo chứng tình yêu của Thiên Chúa như bả bối. Chúa ban cho anh. Khi mọi người đọc kinh, mặc dù đôi tay của anh đã quá yếu, nhưng anh đã gượng sức để làm dấu thánh giá. Anh muốn nói với mọi người rằng ngắm đàng thánh giá để cho anh cầu nguyện tiếp tục. Hôm nay, cây lộc vừng Giuse Nguyễn Đức Trọng đã không còn tiếp tục ra những chùm hoa và tỏa hương. Nhưng những hình ảnh, những kỷ niệm, những ai đã gặp anh chỉ một lần cũng đã cảm nghiệm cái chất trong con người của anh tràn đầy nhựa sống. Từ phong cách, cách sống, lời nói, nụ cười. Nhiều người đã được gặp anh, đã được giúp đỡ về tinh thần và vật chất. Họ như được trú ngụ trong những bóng tán của cành cây sum xê lộc vừng. Những bông hoa to và dài như những công phúc của anh đã đóng góp cho giáo hội, cho xã hội. Hương thơm của bông hoa như hương thơm của bác ái khi chia sẻ cho những người nghèo, những người già bệnh tật Hải Phòng và những dịp về thăm quê hương, làng xóm. Hôm nay gia đình doanh nhân công giáo giáo phận cảm ơn anh. Vì anh không chỉ trồng cây lộc vừng, nhưng trồng cây doanh nhân công giáo giáo phận Hải Phòng. Với những tình cảm, sự thao thức và tinh thần quảng đại,
Cây doanh nhân công giáo đã vươn xa Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, cũng như trong mối tương quan với Hà Nội, Hà Nam, Sài Gòn, Nam Định, Vinh. Hôm nay anh đã về với Chúa. Anh đã được hưởng quả ngọt vì anh đã gieo trồng công phúc của mình ở trần gian. Anh hãy cầu nguyện cùng Chúa cho người vợ, cho con cháu, cho những người thân yêu và đặc biệt cho gia đình doanh nhân công giáo, giáo phận Hải Phòng vẫn phát triển không ngừng. Vẫn biết rằng một cây nằm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Gia đình công giáo doanh nhân Hải Phòng không chỉ có một cây, không chỉ có ba cây, nhưng có hơn 100 cây sẽ trụm lại trong tình yêu và sự hiệp nhất, sẽ được những điều Chúa muốn và anh cũng muốn trước khi nhắm mắt lìa đời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cây lộc vừng cũng chịu nhiều áp lực vì thời tiết cũng như ngoại cảnh. Có những khi bị những cành bị héo vì những con sâu, có những lúc trời nắng bị héo lá, có những khi bị những cây tầm gửi đeo vào thân, có những lúc bị gió to cây nghiêng ngả. Chúng ta cầu xin Chúa cho cuộc đời của anh Giuse cũng mang trong thân phận kiếp người yếu đuối những lầm lỡ, những thiếu sót. Xin Chúa tha thứ và đón nhận anh và hưởng niềm vui trên trời. Anh Trọng thân mến, vì anh tên là Trọng, bố mẹ sinh ra anh cũng rất thận trọng, đặt tên Trọng thánh hiệu Giuse, vị thánh rất quan trọng trong giáo hội. Anh lớn lên trong một giáo xứ có đền thánh quan trọng là đền thánh Công Chính thuộc giáo phận Bùi Chu. Anh đã lập nghiệp nơi thành phố cảng cũng là điểm đầu mối quan trọng của nền kinh tế miền Bắc. Anh kinh doanh mặt hàng cũng quan trọng là dầu khí. Anh đã trọng chữ tín nên công việc hanh thông và thành đạt. Một người bình thường nhưng hay phải tiếp xúc với những người quan trọng đảo cũng như đời. Khi có những việc quan trọng, anh đều đặt tầm quan trọng của lời cầu nguyện với Chúa và bàn hỏi với những người cao niên, những người có kinh nghiệm. Anh đã sống để mọi người kính trọng và nể trọng. Tuy nhiên, chẳng may anh đã mắc một chứng bệnh trầm trọng. Và xét thấy anh là người quan trọng, Chúa đã cất về với Chúa trong ngày lễ trái tim cực trọng Chúa Giêsu. Vì quý trọng anh nên quý cha và anh chị em trong gia đình doanh nhân công giáo cũng trở về đây để thăm viếng, để cầu nguyện, để dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cách trọng thể trong thánh lễ này cũng như mỗi ngày. Xin cho mỗi người chúng ta mỗi khi hãy kính trọng Chúa và trọng chữ tình anh em, để một ngày kia, ngày quan trọng khi kết thúc hành trình trần gian này, chúng ta cũng được gặp anh Trọng trong nhà cha trên trời. Amen.